Hệ thống không gian dẫn bản tham gia trình AI góp nhận 20 tốc cần có ký hiệu là EAUD. Con này AI góp của Úc, nhưng bạn tính theo tiền đô la của Úc. Đầu tiên để tham gia trình AI góp, các bạn lướt trên phần link mô tả mình chat chatbot, bấm vào nút ta lướt captcha. Này mình lướt sai rồi. Sau khi lướt captcha xong nó ra một cái giao diện như vậy nè các bạn. Nhiệm vụ thì rất là dễ luôn. Website. Rồi các bạn lướt, nó kêu mình tham khảo website nữa, các bạn nào muốn tham khảo không tham khảo thôi bỏ các bạn. Bạn lướt captcha nữa nè. Rồi các bạn vào join vào hai kênh Telegram group. Rồi các bạn điền là các bạn. Các bạn ghi h trên điện thoại thì các bạn ghi https như mình vậy nè các bạn. Rồi các bạn sạc cái bỏ cộng ghi username mình là cũng được nữa nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow Twitter và tweet và retweet và pinbot. Rồi các bạn copy lại một cái đường link mà các bạn tweet nha các bạn, chứ không phải là đường link trang cá nhân mình các bạn, đường link mà bạn test lại à. Rồi các bạn bắt địa chỉ với ai sẽ mới vào. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy đường link Telegram mình luôn các bạn. Chết mẹ. Rồi các bạn bắt dẫn các bạn bắt địa chỉ với ai sẽ mới với chút quà lệch MetaMask in tôi cần các bạn. Rồi bạn sẽ nhận là đây là đường liên ghép. Ồ, đây là đường liên ghép của mình nè các bạn. Các bạn lấy đường ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Ồ. Mình đã nhận được 20 token nè các bạn. New Ad Balance 20 token. Mở được ghép 5 token. Gen Get Link thế. À, các bạn bấm vào Gen Get Link mới là liên ghép mình nha các bạn. Ghép lên tweet mình chỗ này các bạn. Giờ mình kết thúc các bạn, mọi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Nó thanh toán vào ngày free. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.